Anh Thắm mở cửa ra. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay Vũ Chiến với mấy anh em chở anh Thắm trong chương trình Kết Nối Yêu Thương đi đến chỗ Vị Thủy của Hậu Giang để cho anh Thắm mua những cái trái cây để một chút xíu nữa giờ vô nhà vợ để mình cũng cúng ông bà nghe thưa quý vị các bạn. Dạ thưa quý vị các bạn, thì hành trình của anh Thắm ở Vĩnh Long đi về tới Vị Thủy Hậu Giang để gặp một cái người mà anh Thắm đã từng xem trên đoạn clip và yêu mến, thì bây giờ chương trình của chúng tôi sẽ về đây để kết nối hai cái mảnh ghép này lại để cho cuộc tình nó được trọn vẹn hơn thưa quý vị. Vũ Chiến sẽ nói thêm, anh Thắm ở đây là chưa có vợ, anh này 47 tuổi mà anh chưa có vợ, còn chị Loan, chút xíu nữa là chị Loan ha. Chị Loan thì cũng đã có gia đình rồi thưa quý vị các bạn, nhưng mà ly dị. Bây giờ mấy anh em ghé mua trái cây ha, rồi bây giờ mình lên đường ghé nhà của chị đó luôn. Rồi hành trình của anh em xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi nha. Đi mua trái cây đặng cúng ông bà. Đi mua trái cây cúng ông bà. Đâu có tao mua rồi nè. Cái này cái gì? Hồng cái đâu hả? Nè. Bữa xưa vừa nghe một cái ví dụ nó với nhau. Hồng giòn. Trời ơi, xoài màu đẹp dữ ta. Vàng tươi luôn. Tỉ mỉ quá ta. Nhân vật chính. Dạ thưa quý vị các bạn, thì hôm nay nhóm anh em chương trình Kết Nối Yêu Thương đã chở anh Lắm đi về tới nhà của chị Út. Dạ thưa quý vị các bạn, thì bây giờ thấy chưa, xách trái cây rồi thấy lịch sự ha, thấy ha, đi ra mắt nhà gái mà. Dạ thưa quý vị các bạn, thì bây giờ mời anh Lắm vô nhà của chị, nhà chị khá là đẹp luôn nè thưa quý vị các bạn. Đó, nhà ngon lạnh đàng hoàng. Nhóm của mình thì có khoảng 5 anh em thôi. Ồ, khi vô nhà thì Vũ Chiến gặp cái này, Vũ Chiến thích nhất đây nè. Keo này là keo rượu nha. Keo rượu ong vò vẽ. Chào chủ nhà đi. Ồ, chủ nhà đâu sao không thấy? Kêu đi. Kêu đi cho thấy. Kêu ấy. Anh Lắm kêu chủ nhà ơi coi. Chủ nhà ơi, có ai nhà không? Dưới lên tiếng rồi, đi. Ồ, nhà đẹp quá nè mọi người. Có hai phòng. Wow, đây nhà bếp rộng quá nè. Đang làm gì vậy? Em đang làm dạ, em hầm cái gì? Dạ. Em hầm cái gì ạ? Dạ, em hầm với thịt. Hầm thịt hả? Bữa nay em bán suốt rồi hả? Dạ. Bữa nay em bán được nhiêu tấm? Dạ, được có 180 tấm à. 180 tấm? Dạ. Cái này bán rồi là hay rồi. Trời ơi, dạ. Vô phụ đi anh Lắm, vô phụ được gì phụ luôn đi. Anh Lắm coi làm gì làm tiếp. Bữa nay làm gì làm gì lắm. Được rồi, trời. Rửa. Này, em làm chút xíu là xong ngay rồi. Em có coi cái clip anh Lắm này không? Dạ không. Đâu có thời gian đâu. Thì bây giờ hai người nhìn nhau cái này, nhìn nhau cái nè, ngưng lại nhìn nhau cái. Tại sao? Dạ. Em thấy sao? Em hả? Này cũng được. Em đẹp, em giống em đó. Em trai nào mà nghe. Em chịu có chợ, ông xã hung là hiền. Dạ thôi đừng hung dữ quá vậy không được đâu. Hiền mới được. Dạ. Ai thì khô à? Thôi không được có khô này, khô ra con gốc chết luôn. Rồi hai người tâm sự hỏi thăm nhau đi, trao đổi nhau đi, hỏi quê quán hay sao đó. Rồi em quê đây hả? Dạ. Biết tên chưa, hỏi tên rồi đi. Em tên gì? Em tên Lon. Lon hả? Năm nay nhiêu tuổi? Em hả? 41 hả? Dạ. Nhỏ hơn anh mua năm nay 47 rồi. Dạ. Tuổi tỵ. Rồi sáng em đi lãnh cái số đi bán hả? Em lãnh chiều hôm qua rồi em bán tối rồi cái sáng lại còn nhiều cái em bán tiếp. Dạ. Bán hết trơn. Lãnh như 80 số. Dạ, bữa nay em bán được có 180 vé thôi. Dạ. Bởi vì
số sao đủ. Sao sao lãnh 200 cho nó chẳng. Tại vì ta phát nhiêu thì mình nhận bấy nhiêu chứ mình không có được nhu cầu. Tại bữa thì số nhiều quá thì đưa được 240 vé. Bữa thì không đủ thì lại 180 à. Bán thì cũng để đừng có cho mất mối thôi. Rồi ông xã em ông xã em đâu? Ai? Đi tìm viên mới à. Dạ. Dạ còn mấy mẹ con à, hai mấy đứa thì nó lập gia đình, em còn thằng con trai nhỏ giờ đi học rồi không có ở nhà. Dạ. Trai nhỏ em mấy tuổi? Mới có 4 tuổi anh. Nghịch ngợm lắm. Thì con trai mà quậy lắm. Nhưng mà không biết có ai được chịu không á. Nó nghịch quá không biết có ai chịu không á. Anh thích đó, không? Thích chứ, đó giờ anh đâu độc thân đâu có con đâu, anh cũng ham ham bé lắm. Mà anh này chưa có vợ lần nào nghe chị. Vậy ví dụ như chưa thì ban đầu thì nói thương rồi đó, mến rồi đó, sợ vợ cuộc rồi cái về, không. Cái đối xử. Anh về nè, thương mẹ mấy con luôn á. Dữ ha, thương mẹ mấy con nữa ha. Rồi sao nào bây giờ trước mắt gặp em Loan rồi em thấy như thế nào? Được mấy nút. Thì bao nhiêu phần trăm? 90%. Trời ơi, vậy là vô rồi. Rồi còn em thấy anh còn người anh sao? Vô 1%. Tại em thì lúc ban đầu thì em không dám khẳng định trước được, tại khẳng định sớm thì mình hơi dồi dào. Không có giờ ngoại hình á. Ngoại hình thì cũng tương đối, cũng giống, cũng không hiền không dữ. Nhưng mà sao mày sợ dữ? Anh không có dữ, anh hiền lắm. Anh có ăn nhậu gì không kìa? Hốt thì hốt ăn nhậu không có nhậu. Đó. Hả? Không nhậu rồi sao rồi cái nửa đám tiệc rồi sao anh giao thiệp được? Thì đám tiệc ví dụ uống ly hay ly thôi. À vậy hả? Chứ em thì đám tiệc á em uống tới nửa lít lận. Chết rồi. Thôi bây giờ chơi nữa là chồng ra đãi tiếp khách. Ủa vợ ra đãi tiếp khách, chồng dọn chén. Rồi rửa chén. Tại không nhậu mà. Không nhậu là phải chịu. Dạ, cái nghề rửa chén này nghề của anh á. Trời ơi. Làm sao nữa? Vô luôn. Thiệt. Làm sao? Đấy, hồi lúc trước á thằng em á mở quán là anh rửa chén không à. Rồi vô. Nồi rửa chén. Dạ coi như bình thường ha. Bình thường. Rồi vậy là em mày. Rửa chén là phải rửa nhiều ở trong, rửa con thau bự gì nè. Kìa, có cái son chưa rửa kìa. Đó, người ta bỏ vô đó là nhiệm vụ anh phải chán nước chứ. Nè, mấy cái này bỏ của mình đi, chỗ này đi. Cái thau dao nè. Rồi, anh chán nước đi, anh coi anh nói anh rửa hay đâu, anh rửa cho anh em coi coi. Bây giờ rửa thau bự không à, không rửa thau nhỏ gì. Bây giờ rửa là cái gì? Rửa là cái gì rửa cũng được hết chứ. Mà bây giờ vợ rửa sơ ngang rồi chồng phải rửa sơ lại. Tôi có làm được không? Anh xuống anh thấy nhà em không ai bận gì rồi anh thấy anh có suy nghĩ gì không? Thì rồi anh thì anh cũng muốn phụ đây phụ em á. Trời ơi ngon rồi. Rồi nếu một ngày nào đó em không có nhà rồi em ở ra ngoài em ở nhà trọ rồi anh có bảo bọc mẹ con em không? Thôi em không có nhà thì anh có nhà. Về nhà anh ở có sao đâu. Nhà anh nó còn ai đâu. Thằng em út với nhỏ cháu nó đang học có 12. Rồi bây giờ ông già mất hết rồi, có hai anh em ở anh đắm, còn hai anh em mà vậy là em không ở đây thì về bên nhà anh ở. Như cái lời ước muốn của em là có thằng sự thật rồi đó. Mà về bển có cho con chỉ về bển không? Hỏi luôn sẵn như vậy mày luôn. Thì phải bế con chứ. Vậy là được ha. Vậy là yên tâm rồi đó chị ơi. Mình thương con thì mình thương con thì nó thương mình lại, sao mình thương mình lại. Đúng rồi, chính xác. Nhưng cái quan trọng là anh thương mà anh có mà giáo dục tiếp em hay không thôi, đó là điều quan trọng. Hay là đầu hôm thứ hai gặp mấy anh nói tôi đưa lo
con rồi cái bắt đầu bỏ bọc rồi cái sau này cái nửa đường cơ đá cái bịch cái rồi đó. Nửa đường cơ à? Nửa nó một hay hai à? Giữa chén giống hai người mà da chồng son á, da chồng son nha, da chồng son. Lúc đó rồi xong luôn má nhìn hết da luôn. Lúc đó em chắc lúc đó em kiếm mình chiếm quá. Kiếm mình chiếm rồi người ta đóng bức em rồi. Kiếm mình chiếm nha. Dạ. Rồi đừng kiếm mình tiếng nha. Không, kiếm mình chứ. Mãi kêu mình chiếm. Có chừng mà lỡ mà có chuyện gì kiếm mình tiếng. Dạ. Lúc đầu có mấy anh cái hứa hẹn dữ lắm luôn. Bảo bọc rồi dạy dỗ rồi cái mấy nửa đường cơ đắp cái bịch dăng dưới sông luôn rồi. Còn gì nữa không? Anh không phải là con người vũ vô vô em. Không có cái đầu heo mà mới cuộc mà có chuyện gì lôi ra bây giờ mình muốn là con ma là phải có đầu heo mới được nè. Nếu mà anh muốn kiếm anh đó thì trước khi hai người đến nhau phải anh phải có cái gì thì sau này anh mới kiếm anh mới được chịu trách nhiệm. Không anh nữa, anh có đi coi vợ có vợ thấy em hai em cho anh cặp miễn cưới. Anh có vợ rồi. Anh có vợ nữa, anh có con Thôi nôi đại tháng hay là sinh nhật gì đó là em cho món quà. Mua cái đầu lông đây cho anh không? Dạ. Thôi giờ phải bỏ cái vụ mà thấy đi hai người nè. Cầm hai người nè. Dạ. Đó, ngoài anh Tiến thì còn nhiều anh em nữa. Dạ. Cho nên là em sau khi mà hai người thành đôi á là đem cái đầu heo đến chương trình được rồi. Mấy lộ cây chia tam chia thứ chia tam nửa miếng từ nữa ta lôi này cái lôi kia theo luôn. Ai nói vậy thôi, cái chuyện hạnh phúc là chuyện của hai. Chị giờ chị vô chị nấu đi để cho anh dẹp mày đi úp ba đó cho nó gọi đó. Giao đi nhiệm vụ cho anh nha. Em giao đây là em đúng rồi đúng rồi cũng bầu đúng không úp đâu em kè có gỗ đó úp vô gỗ đi úp vô gỗ. Làm thử làm dâu hết. Để làm ghế cho dâu đi. Ghế. Phải về bên đây là phải làm dâu. Về bên đây về bên vợ là làm dâu chứ. Dâu. Sau khi làm dâu. Ừ vậy đó. Không ông làm dâu. Bây giờ làm cái này làm dâu rồi. Ừ. Về kiếm gì? Không, đợi những cái ông về đục lỗ đó. Nó về là phan cái chỗ móc máng lên rồi sắp xếp cho còn nữa. Đơn chiếc mà. Với nhà mới cắt mà. Lấy nhà phụ nữ nhà mới cắt nữa. Dụng rồi, tôi thấy tình hình dụng lắm rồi ha. Em ổn rồi ha. Chắc ba bữa không còn cái chén cơm quá. Không sao, không có gì đâu. Trên, có nó trên đây nè. Úp vô cho nó gáo đi ha, úp vô rồi, chỗ đó chặt rồi. Ừ, úp vô đây đi hơn nè, đúng rồi, trời ơi. Ừ, úp cho nó gáo nước. Úp quỳ lên á. Xuống người lên gì hả người ta quỳ xuống quỳ xuống hả trời ơi. Rồi có một sự đảm đang nhẹ nha. Chút xíu bẻ cái chén lên bên. Tình hình này tôi thấy căng con nin rồi gọi qua gọi rồi. Ừ. Dở cái chảo vô, bỏ nó vô, đúng rồi. Còn đây cái đống nữa kìa. Ừ. Thôi chén này úp trong đây luôn đi, cho nó khô. Cái gì nữa? Cái gì nữa kìa, tới công chuyện nữa kìa. Dao đó, bữa nay mần dao đó, tao ra làm nếm mần dao được thì làm. Làm dao được thì làm không được thì rút quân nha. Rút quân nha. Cỡ nào làm được chứ? Kìa quay kìa, nồi thịt kìa. Rồi qua rửa đi, anh sơ chế đi. Biết không? Không biết sơ chế, không biết nấu. Người ta kêu anh rửa. Anh rửa cho nó sạch rồi. Anh đổ vô cái gỗ. Anh đổ vô cái gỗ. Anh đổ vô cái kiếm gỗ sạch mới được nha. Em làm cho anh, đàn ông anh không phải làm cái này được. Sao không? Không, tập làm luôn, tập làm luôn. Không, tại vì cái này là cái luôn của mình. Tránh ra phỏng giò. Bên phụ nữ làm. À, vậy là nhiệm vụ người ta thấy không? Phân công rõ ràng thấy không? Không có gà hả? Vậy là tốt rồi, phụ nữ. Không là chỉ ăn thôi. Ừ. Nhiệm vụ anh làm gì? Anh này nè. Ăn. Ăn hả? Ờ, đứng ăn vậy. Trời ơi, tội nghiệp quá em. Lúc gì mình được nghe nấy. Anh bên chương trình qua cái bắt đầu em làm mà nhậu á, cái không kịp anh xuống nặng cái đầu nhậu với mấy anh. Trời ơi. Ờ, đó, qua giữ. Còn luôn.
này em à. Cái này là chuột sao uống nếp luôn rồi đó. Ước gì mà được như anh ấy. Này chuột sao gửi chén với dạ nhậu chồng gửi chén chứ. Rồi sạch. Rửa phải cho sạch quá mà lại cũng mắm mới được. Thôi mà hồi mà thằng em bán rửa chén giúp lỡ giò hết trơn. Lỡ giò. Nó bán, nó bán thằng em nó bán cái quán ăn nó bán quán nó bắt thằng anh rửa chén rửa em rửa quán bằng anh rửa chén ừ, rửa lỡ móng tay móng chân hết trơn rửa như những mức luôn ha uống gọn gì cho tay uống trơn uống hết luôn tới giờ còn đó hả còn không còn vậy là 47 năm là còn trà tăng đó hả hết rồi đáp tới trà tăng là cười hết còn nguyên rồi còn nguyên chưa hết rồi không còn chưa còn nguyên vẹn không nói thiệt đi để cái tên này hết rồi nói nó còn cũng đâu phải tin nó hết nhưng mà còn hết không quan trọng đâu. Dạ, quan trọng là biết anh tốt với em là giữa biết mẹ cha là biết chồng họ là được cơ sở em sao cũng được mà hôm nay qua đây thì chị mẹ. Đẩy mấy mẹ món giò heo hầm anh hồi đó là ngoài già á. Wow. Mẹ anh nó còn sáu giờ lắm luôn á. Rửa tắm mấy rồi. Dạ rửa nước mắm lại để sợ nó hôi. Tắm mấy rồi nhà là bà bệnh á, bà bệnh anh nuôi bà không á. Ruột heo là phải dạ. Có nước mắm vô nó mới hôi mấy lần. Nhập viện Cần Thơ đồ nuôi bà. Không ai nuôi đâu. Không giờ là ăn được. Cô này làm đồ ăn này, này biết làm. Biết rồi làm. Sao nè, nhìn qua đây rồi, nhìn cái gương mặt. Qua đây chút rồi, cho ăn ảnh rồi. Thấy làm sao, thấy người ta nồi, thấy người ta đảm đang nội trợ rồi thấy sao. Ok rồi. Ok không? Ok. Chắc cứu không? Chắc cứu. Bây giờ dầm kỹ chưa? Hai người có mặt phu thê đó. Dầm kỹ ra đi. Không tướng phu thê đó. Cái mặt luôn giống như nhau luôn. Vâng, để mắt kìa gặp con mắt kìa. Với số mũi kìa, nó ná nhau hay không? Cái này con mặt này con mặt phu thê nè. Dầm kỹ thì cho ông ai là dầm kỹ luôn. Đẹp luôn á, đúng không? Dầm kỹ đi, giống luôn á. Đẹp trai lắm bộ mắt ăn mí được đẹp trai à, lắm bộ rồi. Nói chung là được 90% rồi còn 90% là chị bên kia thôi bên kia thôi bên kia là gật đầu đồng ý là xong. Ăn để chút xíu đi ta mần xong đi rồi ngồi mình lên bữa bữa cơm xong bữa cơm xong cái mình mới tâm sự ha tâm sự đó. Ngồi ăn cơm rồi nhìn ngắm rồi là đói nè em sợ mấy anh đói làm không kịp bây giờ xa rồi đâu có gì đâu bình thường mà hồi nãy em đi kiếm cái vòng chợ á cái bánh mì cho mấy anh ăn đợi trời ơi cái gì mà hết rồi tao cũng chết chết bỏ lại ai con này như hay nhất ngày hôm nay đừng em đừng có đồ chết chết bỏ con ai nuôi vậy chết rồi từ đây có anh rồi vậy em đừng có đồ nói nè từ đây có anh rồi chết bỏ anh lại cho ai vô cái câu này là câu ăn tiền nè tới tính tính đúng thời điểm vậy mà ông tiến tôi ông đặt người ta là chàng khờ trời ơi chết em thấy anh này với anh vừa hổm có khác nhà điểm nào không dạ khác rất xa luôn chết xa vào không xa luôn mà theo bây giờ em theo mà chọn hai người em chọn ai nếu mà theo trên cái được sự lựa chọn đó thì dàn bạn bè với chị em thì chọn anh Đen nhiều hơn tại vì anh Đen hiền chứ không có như là nghĩ sao cũng nói vậy cũng anh Đen là anh nào là anh này hả kia anh kia à bữa đó anh không có ăn đúng không dạ. xin lỗi rồi theo bây giờ anh hỏi nè bây giờ cái bạn bè anh em dạ. Thì chọn anh Đen rồi theo em suy nghĩ là chọn ai ví dụ nếu mà như em á thì em suy nghĩ cho chín chắn hơn chút em á thì chọn một người thì hơi hoạt bát hơn tí đúng thì rồi biết ví dụ như anh em của em lợi hay là bạn bè em lợi gì đó hay dòng họ em lợi cũng phải hoạt bát một chút đúng rồi chứ còn hiền quá thì hơi giống anh em bị người ta thấy không được đúng rồi có nghĩa là cái anh Đen và anh Lắm này hai người khác xa dạ chọn được luôn á anh Đen thua anh nhiều lắm anh Lắm dạ. Nói chung là anh này cũng hiền nhưng mà anh này biết chuyện hơn hoạt bát hơn hoạt bát hơn biết chuyện nói đúng là ông Đen thì ổng nói chung là anh này cũng đen luôn không vậy là số gặp người đen không vậy đó hả bữa em lên đầu tiên mà em thấy ảnh em đã mắc mưa em lạnh rồi mà ảnh chưa ôm không ôm ha chưa ôm không ôm không
thí dụ như bà thấy lắm, như người ta thì không lấy cái áo gì ha, ừ. Thấy vậy thôi, dạ lăng chạy, chạy đi mua giùm cho bộ đồ hay gì, ừ. Bớt lạnh à. Mày bỏ cái luôn, kiểu đó nữa bệnh chắc bỏ luôn đó. Đúng rồi, một cái nhỏ đó, một cái anh Lâm là khác à, anh Lâm ha. Như chị có chia sẻ đó, rồi anh thấy chị nói như vậy đó, rồi anh thấy sao? Nếu mà trời mưa, nếu mà trời mưa ướt áo à, nếu như anh bữa đó ở đặt tình huống là anh bữa đó em bữa đó đã em có lạnh thì anh ôm em cũng đỡ lạnh rồi thì chúng ta cũng tiền luôn, nhưng mà cái ôm đâu bằng cái sự quan tâm đâu. Thế như thí dụ như ôm mà ôm là nó đâu phải là nó che lạnh mình suốt cái khoảng đường mình đi à, cái quán đi á là cái quan trọng thôi, cái điều đó thôi à. Chứ còn sự ôm nó thì không gọi là ấm. Ừ, tạm thời. Ấm tạm thời. Rồi mới đi mua đồ sao? Xong rồi sửa ấm trước không? Đúng, đúng rồi, sửa ấm bằng tinh thần trước. Ấm rồi xong rồi đó anh đi mua quần áo cho em thay. Để cho một bộ đồ khác nó hoàn toàn ấm hơn, đúng không? Bữa là em là anh em tù cảm xúc liền ha. Em đánh một cặp. Lần đầu tiên gặp vậy tù cảm xúc liền. Mà đen này cơn mắt anh dòm không à? Anh đen kia hả? Ừ. Anh Trần Văn Đen. Trần Văn Đen. Rồi được rồi, không có hôi đâu. Ổng màu luôn mà không được. Rồi cái đó thịt tái vậy ăn được rồi đó. Dạ đâu được. Còn một con tiếp Bồ Tạng ngoài kìa chị. Cái này mà ăn kiểu này chắc sẽ về em bị đồn chết luôn. Sao lắm nhìn vu vơ đâu vậy? Đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ cái vấn đề anh Đen đó. Nãy giờ người ta hơi bị sốc. Nhắc anh Đen còn gọi đây nha. Nhưng mà cái anh Lắm mà nhắc anh Đen nữa, còn anh Đen mà bạn bè rồi. Mà có anh Đen. Đúng rồi, cái sao đây, đó là phân tích lại. Phân tích thôi. Phân tích thôi. Cho nên Lắm được suy nghĩ nha. Đúng rồi, nữa suy nghĩ. Nữa suy nghĩ, cái nữa cái chạy về cái tán cái suy nghĩ mà chạy. Với là cái con cô ví dụ quýnh phụ nữ đâu. Không có đúng rồi. À, quýnh phụ nữ. Mà không quấn em được đâu, mới dở tay lên mất tiêu rồi, tao không quấn được đâu. Chạy mất tiêu rồi. Đâu có em đó đâu đó. Chạy mất dép rồi em. Ông chồng mà em cũng vậy, dở tay lên là mất tiêu rồi, khỏi đâu. Vậy là tốt đó. Tốt. Cái vấn đề đó thôi mình bỏ qua thôi. Đó là chuyện buồn thôi. Cái chuyện đó là không bây giờ, chuyện này là chuyện vui nè. Vui nè. Anh Lắm và chị Lon. Rồi bây giờ hứa đi. Giờ quyết tâm và giờ thương phải không? À, anh Lắm. Giờ Lắm quyết định rồi sao? Quyết định chưa? Ok rồi. Okay không? Rồi hứa đi, giờ có mặt mấy anh em đây rồi sẵn trên clip rồi làm cái mừng chứng lại. Ừ, có một lời hứa đi cho chị Lon để an tâm hơn. Ừ. Rồi nói thì sao về chứ mặt nói thì sao nè, nói sao với... À, anh suy nghĩ cho nó kỹ nha, để sau này anh bước vào cuộc anh nói. Nếu à. Nếu có... Nói lớn lên coi. Sau này á, thì em á, thì có thương anh á. Thì sống chung anh này anh sẽ lo cho em, lo cho con em. Anh không có mẹ con em đâu. Rồi hứa đó nha. Rồi, hứa cho em hứa nha chị. Rồi xin hứa. Thôi nè vô nè, Vinh Thịnh rồi vô nấu nè. Xin hứa cho được cái bước. Đây em nước sôi lên rồi em mới bỏ vô được. Con dâu coi rồi nè. Đấy là hàng của con gọi rồi nè. Rồi sao nè, em thấy Lắm em nói gì rồi, em thấy sao? Thì cái là em cũng như là em cũng tin cái theo cái lời của anh nói đi thôi, nhưng mà thời gian sẽ trả lời với bộ. Tin hẳn là em không có tin. À, đúng rồi. Bây giờ nữ có tình tôi ăn là cấp nói cho em. Cho số hai người tìm hiểu với nhau cho rõ ràng kỹ càng hơn nha. Dạ. Rồi hạ đến với nhau. Dạ. Nhưng mà cái em cũng nói trước là mẹ em thì em còn người mẹ, nhưng mà em không muốn để cho mẹ em buồn. Ví dụ. Tại vì á là mẹ em bệnh hoạn hoài à. Còn là em anh phụ cho em. Dạ không, em có bấy nhiêu thôi. Dạ. Dạ. Rồi thôi kết đi, kết thúc đi. Rồi tí xíu nữa mình dọn mâm cơm lên, tất cả mình tâm sự với gia đình sao? Thì cái